đánh mất. Đọc lại tin nhắn. Anh ơi, em kiếm chương 1, vui quá. Chúc mừng bạn Hà nhé. Em kiếm chương 1, lắc rồi. Kiếm này lắc thì tưởng là phải áo ra một lại. Chúc mừng bà Hà nhé, lấy kiếm chương 1. Cây của gì mà lấy kiếm chương 1 là của đây. Chút xíu nha. Nó nhìn đánh tới chút xíu mà lấy được kiếm chương 1. Thích tình, à rồi. Thích tình nào? Địch. Như vậy là một con được 4 điểm. 6 con. What the hell. Như vậy để bắt con Pokemon cấp 2 là nổi điểm nhiều hơn. Sáng Để đi. Thế này, bắt con Camon lông này được còn nhiều điểm hơn. Bạn ơi, cả con bị đất đổi lại chưa? Hình như chưa nha bạn, có mình. Chưa nha. Thế như mình điểm chưa? Nhưng mà cũng chưa chắc. Tại vì cách đây khoảng một tuần đọc thông báo là ngày 24-25 giây nó mới nổi lại được. Mà cũng biết nhau. Con này này, con này cũng ngon. Bắt con đi. Những con mà phun mẫu như vậy bắt là nó rất dễ bị mít một hai lần. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tấn công nó chết. Đánh nó chết không? Chẳng chết rồi, tại vì hề bị khắc hề. Sao anh chết không lắc thế? À, cái này mình cũng rõ nhá. Đấy này, chẳng là lông. Chắc phải dùng con chẳng là lông tiếp. Đồ cũng hề đánh nó đỡ máu hơn. Phán cho nó con chuột máu. Để cắn đi. Đứt chết. Đúng rồi. Nếu chúng ta đánh nó mất máu nhiều thì chúng ta dễ bắt hơn. Còn là sẽ mít một lần. Chấp nhận mít một lần. Thôi, đúng rồi, đúng như gì tính. Mít một lần. Đi, con này ly. Thằng này ly. Tổng của ông mới 2 cái bên rồi. Mày ngon, ra đi. Con này chắc là được, phải cầm được 8 điểm. Để xem nó cầm được bao nhiêu điểm. Thích tỉnh con cho mong lông chiếm đoạt. Ôi full luôn, đây thấy chưa các bạn, thấy không? Như vậy là các bạn đánh bắt những con tiền hóa thì chịu nhiều hơn. Thích tỉnh cấp 2 rồi, thích tỉnh nào? Tỉnh dậy đi em, tỉnh đi. Ok, bây giờ tiền hóa nhá. Tiền hóa lên cho con bay nào. Được đẹp. Charizard. Ở địch nhưng mà đang chưa được. Như vậy cần thức tỉnh để bậc 2. Mình phải bậc 1 mà thôi. Bắt thêm một con nữa. Quên rồi. Sử dụng vô dạo công kể bên bắt nhanh thì nó tốn kiếm cương nhá. Để ra xem. Mình nhớ là tốn kiếm cương. Bắt nhanh đâu rồi nhỉ? Anh nhận vô dạo công kể bên sử dụng bắt nhanh. Chỗ nào đi? Cũng kể bên tiểu bác nhanh. Đấy nha, bác cái tổ cái điểm này. Mà cái điểm này mình nghĩ nên để bác sau này tổ hơn.
có hiện tại những con này yếu thì chúng ta dễ bắt. Mình nghĩ những con này là nó dễ bắt. Mình bắt cái đài đi. Đánh một cái trận là có một thôi. Không phải chạy ngay đi. Thôi đánh luôn. Đánh để kiếm đá. Có lẽ sau này đá này sẽ được để tăng cho Pokemon. Ôi không có kia. Có lẽ như người bắt quá nên nó tuyệt chủng rồi. Đúng cùng kiếp. Cái bài này mà có khoảng đang có khoảng 15 người. Địch là con này. Tyron. Thẻ miễn phí. Thì ý của mình là để bắt nhanh thôi, bắt nhanh thử đi. Để bạn khỏi phải chơi lâu. Gặp cái thủ nhánh này. Cái này là cái gì nhỉ? Ôi không có. Không có gì. À như vậy nó ra bây giờ phải rắc. Nhưng mà nó cũng có kìa. Mình nghĩ cái này nên để cho con quả sạc đi. Được bá thẻ mà bắt thì nó cũng phí. Không có. Thêm một lần nữa, nếu như không có con cam bông lông thì mình sẽ dùng cho bác nhắn lại. Chúng là con này hiểm thật. Thầy cho mình xuống nhỉ. Thầy này chứ không có. Chúng ta rồi. She had been born there in Saint Bernadette, like brother and sister they were. Già nang rồi, già nang rồi. Bạn này như người bắt quá. Động thức tình đã rất khó. Mà mình nghĩ tính cái tay mà nhập khanh thằng bố mình trong trong kim cương. Không có kia. Ba nó. Đúng kịp thực. Thêm một lần này xem. Đấy rồi. Để. Chúng ta chắc phải về bắt con cái thấp kia thôi. Thêm một lần nữa nhá.
Bây giờ bên trong tính năng bắt nhanh luôn, gặp quả nhanh. Không có kia, ở đây rồi. Vũ hồn. Đây rồi, đây rồi. Chạm nó luôn. Rồi con lừa ra. Nhưng mình biết là con đối phương là con cái, là con đực. Nên mình dùng con của mình là con cái để dù nó. Em đi anh, hiệp đi, hiệp đi. Đấy rồi, đấy rồi. Hãy về với em. Anh ơi, về với em. Con đối phương là con đực nhá. Con mình là con cái. Nên tụi nó sẽ rất muốn đến với nhau. Ê, thằng này nó phản bội quá. Phù bạc quá. Nào, về với em, về với em, về với em. Ultra Ball. Phải trong biển hợp mạnh. Mình nhấn kế. Mình nhấn kế nào. Đấy. Ok. Bây giờ thức tỉnh nào. Ôi có rồi. Ô, con này ngon này. Con này là tiếng hóa của dàng bú bá sát. Con này đừng chết nhá. Rồi. Cái bạc nào. Rồi. Rồi, bú bá sát. À, đi xuống sát. Đi sau. Con này tuổi thơ mình rất thích. Yeah, bắt được rồi. Vậy là có hai con rất tốt. Ok, bỏ đi. Thức tỉnh, bao nhiêu thức tỉnh? Thức tỉnh con này tiếp. Chiếm đoạt con này. Thức tỉnh tiếp. Biến hóa, ok. Biến hóa cha đi ra. Tuyệt vời. Tiến hóa, bay lên nào. Chúc mừng cha mau lên đã tiến hóa thành công. Charizard. Tiến hóa tiếp nào. Đã bị thôi tiền bạc đâu. Tiền bạc đâu mà tiến hóa con Charizard này. What the hell, skill nó kia. Quy lực 90. Thấy cái rau này. Ok. Bây giờ con Charizard một cái sậu. Ta thích. Một cái sậu điểm. Ngon rồi, đập đại rồi. Bay lên nào. Bây giờ mình có thể bay được cái gì. Tòa kỳ này. Sao nó không cho mình bay nhỉ? Phải có những con này mới bay được sao? Ok, cái bắt hết đó mình để dành cho những con khó bắt sau này nè bạn nhé không? Sau này sẽ có những con rất khó bắt, mình để sau này nhá. Tại vì mình cần hai con bụ, hai con đó thôi. Nghe, có lẽ ngày mai mình sẽ đăng cái video tiện hóa con Charizard này lên